Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Biên tập viên Quốc Minh rất vui mừng chào đón quý thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM. Lời đầu tiên xin chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình, và đừng quên chúng tôi, những người đang thực hiện chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng trên kênh Joy FM. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về việc cải thiện tình trạng thấp còi do gen ở trẻ. Và vị khách mời mà chúng tôi mời đến trong phòng thu ngày hôm nay đó là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ khoa nhi của bệnh viện Sanh Pôn, và cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào cô Mình. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vitin giúp trẻ cao lớn thông minh tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitu.vn. Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đề cập đến cái vấn đề là thấp còi ở trẻ. Và cũng như là phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng đã đề cập đến vấn đề là nhiều người suy nghĩ rằng vấn đề thấp còi ở trẻ là do gen, bố mẹ thấp bé thì đương nhiên còn sẽ thấp bé. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh rằng điều này hoàn toàn không đúng, bởi có rất nhiều yếu tố kết hợp lại thì cái việc thấp bé ở trẻ sẽ được cải thiện, và cũng như là gen không phải là vấn đề yếu tố quyết định duy nhất. Vậy thì trước hết bác sĩ có thể chia sẻ với quý thính giả như thế nào được gọi là một đứa trẻ gọi là thấp còi ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của Quốc Minh. Một cái tình trạng suy dinh dưỡng mà người ta gọi là thấp còi. Thực ra trong cái xã hội hiện đại như ngày nay, khi mà chúng ta không còn phải nói là đói ăn nữa, đúng không ạ? Chúng ta cũng ăn uống đầy đủ rồi. Nhưng mà cái tình trạng mà các trẻ em mà nó không đạt về cái chiều cao cũng như là cân nặng ở trong cái so với cái chuẩn thì cũng vẫn rất là phổ biến. Và ngay cả khi mà ở xã hội hiện đại như thế này thì cái tình trạng khi mà các em bé lớn lên trong cái tuổi trưởng thành ấy, thì cái tỷ lệ chiều cao của người Việt Nam chúng ta cũng thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trước đó thì trên thế giới. Thế và cái tình trạng thấp còi là một cái tình chỉ là một cái danh từ, nó để chỉ một cái tình trạng suy dinh dưỡng. Tức là có rất nhiều những cái chỉ số để đánh giá cái mức độ suy dinh dưỡng. Tức là người ta có thể đánh giá theo cân, theo tuổi này, rồi cân nặng theo so với chiều cao và chiều cao so với tuổi. Và cái tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi làm cái tình trạng mà trẻ chậm phát triển về chiều cao so với tuổi, và nó thường là chỉ đạt 90% so với chiều cao chuẩn. Và cái những em bé mà có cái tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi thì sẽ có nguy cơ kém phát triển, chậm phát triển chiều cao khi mà em bé đến cái tuổi mà trưởng thành. Và cái độ tuổi thường gặp ở những em bé suy dinh dưỡng thấp còi là em bé mà dưới 5 tuổi, tức là cái giai đoạn vàng thứ hai trong cái ba giai đoạn vàng mà cơ thể chúng ta phát triển nhanh. Ở cái giai đoạn này khi mà cơ thể phát triển rất là nhanh, đặc biệt là trong 12 tháng đầu đời, thì cái nhu cầu của cái cơ thể rất là cao, nhưng mà đôi khi vì lý do nào đó mà cơ thể lại không hấp thu đủ các dưỡng chất, và dẫn đến là em bé không có đủ chiều cao cũng như là cái cân nặng so với tuổi. Và những em bé như vậy nếu như chúng ta mà không để ý chỉnh lý kịp thời thì khi mà em bé lớn lên thì dễ rơi vào cái tình trạng thấp còi và chiều cao thấp hơn so với chuẩn khi mà em bé đến tuổi trưởng thành. Vâng, như vậy chúng ta thấy rằng là khi đứa bé chào đời thì tất cả những cái việc phát triển của đứa bé đó đều nhìn vào những cái chỉ số hết sức cụ thể. Mà chỉ số này không phải là do Việt Nam chúng ta đặt ra hay là do các bác sĩ khoa nhi đặt ra, mà đây là những cái chỉ số mà được công nhận trên toàn thế giới. Đây là qua những cái nghiên cứu khoa học rất nhiều năm thì người ta mới ra được một cái bảng chỉ số như vậy. Bao nhiêu tháng tuổi thì sẽ dài bao nhiêu, nặng cân nặng bao nhiêu là hợp lý. Và một cái điều nữa mà chúng ta cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng mà cũng cảm thấy khá đáng tiếc, đó là tất cả những đứa trẻ Việt Nam sinh ra hầu hết là đều cân bằng, cân nặng và có chiều dài ngang bằng với các trẻ em trên thế giới, nhưng khi qua một cái quá trình phát triển thì lại trở nên thấp bé, nhẹ cân hơn so với các trẻ em khác trên thế giới. Đây là một điều mà có lẽ là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ rất nhiều, và cũng như là chúng ta cần phải xem lại cái cách mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng cũng như là những cái biện pháp để tăng chiều cao cho trẻ. Vậy thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, cái việc mà một đứa trẻ không đủ cân nặng, không đủ về dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phát triển chiều cao của em bé về sau này? Chúng ta biết rất rõ là trong cái cuộc đời của chúng ta có ba cái giai đoạn để phát triển chiều cao và phát triển cả cân nặng nữa, đặc biệt là chiều cao. Đấy là cái giai đoạn mà 3 tháng cuối của thai kỳ này, giai đoạn là 4 năm đầu đời và giai đoạn là tiền dậy thì. Ở vào những cái giai đoạn này thì cơ thể của chúng ta phát triển rất là mạnh.
Và sau cái giai đoạn này thì cơ thể cũng vẫn phát triển nhưng mà nó phát triển chậm hơn. Và nếu như ở vào trong những cái giai đoạn này mà chúng ta lại không cung cấp đủ dưỡng chất cho em bé rơi vào cái tình trạng mà thiếu dưỡng chất và cơ thể không phát triển được, thì qua cái giai đoạn này đến giai đoạn sau thì cái sự phát triển về chiều cao của em bé nó cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế thì chúng ta biết rằng là ở những em bé mà cái bị hậu quả của cái thấp còi, nếu như chúng ta không cung cấp đủ dưỡng chất thì em bé sẽ có chiều cao thấp ở tuổi trưởng thành. Và về mặt thể lực thì suy dinh dưỡng thấp còi sẽ, những em bé có những suy dinh dưỡng thấp còi như vậy thì nó cũng sẽ có cái sức đề kháng kém. Rồi cái sức đề kháng kém như vậy mà đặc biệt là ở những em bé dưới 5 tuổi thì hệ thống miễn dịch của em bé chưa được hoàn chỉnh, cộng với cân nặng và chiều cao chưa đạt, chúng ta không cung cấp đủ dưỡng chất cho em bé lại càng làm cho hệ thống miễn dịch của em bé suy giảm hơn, và em bé dễ bị mắc các cái bệnh nhiễm khuẩn. Và khi mắc nhiễm khuẩn như vậy thì chúng ta lại phải gì? Thứ nhất là lại phải sử dụng kháng sinh. Và cái việc sử dụng kháng sinh như vậy thì nó sẽ làm cho cái rối loạn hệ vi khuẩn trí ở trong cái ruột của em bé, và nó dẫn đến là hấp thu thức ăn cũng sẽ không được đầy đủ. Chưa kể là khi em bé ốm đau, em bé sốt, em bé ho, em bé tiêu chảy, em bé lại có hiện tượng là biếng ăn. Và khi biếng ăn rồi, cơ thể thì biếng ăn rồi lại rối loạn tiêu hóa, rồi là viêm phổi, viêm phế quản vân vân. Tất cả các bệnh lý đấy thì nó sẽ dẫn đến là em bé, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ vi chất và sẽ để hậu quả là chậm phát triển về cả chiều cao và cân nặng. Và khi đến tuổi trưởng thành thì chiều cao cũng sẽ không đạt và nó cũng sẽ mất đi nhiều cái cơ hội để kiếm sống. Vì tôi thấy biết là có rất nhiều những cái trường đại học hoặc những cái cơ quan là người ta đòi hỏi là phải cao bao nhiêu này, rồi nặng bao nhiêu cân người ta mới nhận, còn nếu không thì người ta lại không nhận. Rồi là chưa kể nói rằng là khi mà em bé bị thấp còi như vậy thì về mặt trí lực, cái việc mà em bé thiếu hụt cái dinh dưỡng kéo dài như vậy thì nó sẽ dẫn đến là cái giảm khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức của em bé. Để những em bé đấy thì cũng có nhiều khả năng là sẽ học kém hơn những bạn khác, rồi khi học hành sút kém như vậy thì em bé dễ chán nản, rồi sinh ra rất nhiều những cái vấn đề khác nữa. Và đặc biệt là ở những em bé gái, khi mà lớn lên có cái chiều cao mà thấp thì nó, bé cũng sẽ dễ có cái nguy cơ mà sinh đẻ nó sẽ khó khăn hơn, và cũng nguy cơ đẻ những em bé mà lại nhẹ cân, thì tức là một cái tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, và lớn lên những em bé này cũng sẽ dễ bị suy dinh dưỡng. Và chúng ta biết rằng là cái suy dinh dưỡng thể thấp còi nó không phải là vấn đề lạ lẫm đối với chúng ta, kể cả khi mà cái xã hội chúng ta đã hiện đại như thế này. Trên các bà mẹ phải rất chú ý thường xuyên theo dõi các em bé. Nếu em bé có những biểu hiện bất thường thì nên đưa đi bác sĩ khám để bác sĩ phát hiện ra xem bé có bị ốm đau ở đâu, các bác sĩ sẽ giúp mình giải quyết. Và khi em bé không bị ốm thì em bé mới có thể ăn uống tốt, em bé mới lên cân tốt và phát triển tốt, kể cả về mặt trí tuệ cũng như về mặt thể lực. Vâng, như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế của chúng ta ngày càng phát triển, kinh tế của mỗi gia đình cũng ngày càng khấm khá hơn, thì cái việc chăm sóc cho con trẻ thì cũng được đầy đủ hơn rất nhiều so với nhiều thập niên trước đây. Nếu như trong cái thời bao cấp cũng như là trong cái thời chiến tranh thì chúng ta thấy rằng là lo được một bữa ăn cũng đã mệt nhoài rồi, các bậc phụ huynh làm sao mà lo được là con có cao hay là không cao. Chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta thấy có những đứa trẻ vô cùng là phát triển, thì phải nói là rất phát triển, vượt trội, có chiều cao vượt trội so với bố mẹ, bởi đồ ăn cho các bé ngày càng sẵn hơn, với dinh dưỡng cao hơn, cũng như là các chương trình chăm sóc cho trẻ ngày càng tốt hơn, cập nhật thường xuyên. Và các ông bố bà mẹ trẻ ngày nay thì có thể nói rằng là cập nhật kiến thức về chăm sóc con rất là tốt. Xong có một vấn đề như thế này, thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, cái tư duy, cái quan niệm là bố mẹ nhỏ thì đương nhiên đẻ ra là con nhỏ. Vâng, bố mẹ thấp thì đương nhiên đẻ ra là con thấp, bố mẹ cao thì đương nhiên đẻ ra là con cao rồi. Cái quan niệm đấy thì nó có phải là cứ tỷ lệ thuận như thế hay không, hay là cái việc này chúng ta cần phải thay đổi về cái suy nghĩ về vấn đề này hơn nữa? Thực ra trước nay chúng ta cứ nghĩ rằng là cao là do gen di truyền, nhưng mà thực ra thì rất nhiều những nghiên cứu khoa học mà người ta đã thấy rằng là cái gen di truyền nó chỉ đóng một phần nhỏ trong cái quá trình phát triển chiều cao của cơ thể thôi. Nếu như chúng ta biết rất rõ là nếu như chúng ta mà bố mẹ mà cao nhưng mà chúng ta chẳng có gì để ăn, chúng ta suốt ngày bị đói, bị khát, thì làm sao em bé có thể cao được? Vì chúng ta biết rằng là 100% cái năng lượng mà cần cho sự phát triển cơ thể đều thông qua con đường thức ăn. Thế nếu bây giờ một cái chế độ ăn mà lại không đủ dưỡng chất thì làm sao em bé, kể cả bố mẹ có cao chăng nữa, thì em bé cũng không thể phát triển được chiều cao, khi mà cơ thể em bé không có đủ các vi chất để cho phát triển cơ thể. Và các nghiên cứu thì đều thấy rằng là cái gen di truyền nó chỉ chiếm 23% trong cái sự phát triển chiều cao của em bé. Và đây nó là cái yếu tố không thể tác động, vì nó là chịu
ảnh hưởng từ cái gen của cái thế hệ trước. Và nhiều người nghĩ rằng là cha mẹ không cao thì con chắc chắn sẽ thấp. Nhưng mà thực tế tôi thấy là có rất nhiều những cái gia đình mà bố mẹ thấp mà con lại rất cao. Thế thì cách đây không lâu thì có một ông bố dẫn một em bé đến khám. Em bé tất nhiên em bé không phải đến khám vì chiều cao hay cân nặng, mà em bé đến khám vì sốt. Thế thì thấy ông bé rất ông bố rất thấp nhưng mà em bé cao, thì bác sĩ bảo là ôi bố thấp mà con cao này chứng tỏ là cái dinh dưỡng tốt. Thì bố thú nhận luôn, bố bảo chứ bác ạ, em nuôi em bé theo cái khoa học hiện nay, chứ còn nếu như ngày xưa thì em bé không thể cao được. Em bé nhà em rất là chịu khó, em ăn uống sữa này, rồi là tập thể thao này, rồi em sinh hoạt rất là đúng giờ, và kết quả là em bé có cái chiều cao vượt trội hẳn so với ông bố đứng chỉ đến cổ em bé thôi. Thì đấy, nó là cái chế độ dinh dưỡng nó rất là quan trọng trong sự phát triển chiều cao của con người, và cái dinh dưỡng này nó chiếm 31%. Và khi mà chúng ta, kể cả khi mà bố mẹ không cao nhưng chúng ta có một chế độ dinh dưỡng tốt, thì nó cũng sẽ giúp cho em bé phát triển được khi chiều cao tốt. Ngoài ra thì còn những yếu tố khác nữa, ví dụ như là thể thao. Nếu như em bé luyện tập thể thao đúng và phù hợp theo lứa tuổi thì em bé cũng sẽ giúp cho phát triển chiều cao. Rồi yếu tố nữa là cái môi trường xã hội. Khi chúng ta sinh hoạt một cách khoa học, một cái môi trường sống lành mạnh và ngủ đủ giờ cũng sẽ giúp phát triển chiều cao. Vì chúng ta biết rằng là cái hormone tăng trưởng nó tiết ra chủ yếu là vào ban đêm. Khi mà chúng ta đã ngủ say, một cái dinh dưỡng, thể thao, môi trường xã hội là những yếu tố tác động liên giúp cho cái tăng chiều cao, và trong đó cái dinh dưỡng nó là quan trọng nhất. Và nếu như chúng ta biết áp dụng các cái biện pháp này đúng cái thời điểm và đúng phương pháp và phù hợp nhất thì em bé sẽ đạt được cái chiều cao tốt nhất khi mà trưởng thành. Và kể cả khi bố mẹ không cao thì con vẫn có thể đạt được cái chiều cao vượt trội nếu chúng ta biết cách nuôi con một cách khoa học và kết hợp mềm dẻo các yếu tố giúp cho tác động và phát triển chiều cao, và chăm sóc trẻ đúng vào cái giai đoạn phát triển phù hợp với nhu cầu của cơ thể, thì chắc chắn là những em bé sẽ có một chiều cao tốt, chứ không phải rằng là bố mẹ thấp thì là con thấp. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ bỏ ngay cái tư tưởng là con thấp thì bố mẹ sẽ thấp, đúng không ạ? Tức là những cái tư duy về cái việc mà chúng ta thấy không thể cải thiện được, nếu như mà cái thế hệ trước mà như vậy rồi thì thế hệ sau cũng sẽ y chang như vậy. Cái điều thứ hai mà chúng ta cũng cần phải nắm vững đó chính là những cái giai đoạn phát triển của một đứa trẻ. Nếu mà nắm vững được cái giai đoạn phát triển của một đứa trẻ như thế này thì chúng ta sẽ có những cái chương trình rất hợp lý vào trong từng giai đoạn một để mà cải thiện được cái chiều cao của một đứa trẻ, hay nói một cách khác là giúp cho trẻ có sức đề kháng tốt hơn, xương phát triển tốt hơn, cũng như là thể chất cũng và trí lực của một đứa trẻ nó sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Và bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng vừa đề cập với quý thính giả những cái vấn đề có liên quan đến ví dụ như là dinh dưỡng, thể thao, giấc ngủ, môi trường sống, vân vân và vân vân. Và riêng về thể thao thì chúng ta đã thấy rằng tại các trường học bây giờ thì người ta dành rất nhiều thời gian cho cái việc mà trẻ em ngoại khóa chơi thể thao như bóng rổ, cầu lông, võ thuật, thậm chí là bơi lội. Vâng, nếu như trước đây thì chúng ta thấy rằng là cái lứa tuổi những thập niên trước đây thì trẻ em là 5 tiết ngồi trên ghế nhà trường có được 10 phút là nghỉ ra chơi ở giữa 5 tiết đó, và cũng không có một môn thể thao nào đi ngoài ra, còn có một cái tiết tập thể dục nhưng mà chúng ta cũng thừa hiểu là cái chất lượng nó như thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì hoàn toàn khác, trẻ em có cả một cái hội trường rất lớn, một cái hội trường tập thể thao rất là lớn, mưa không tới mặt mà nắng cũng không tới đầu, mà các bé có thể chơi một cách rất là vô tư và thoải mái. Vâng, thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, nói về giấc ngủ, bác sĩ cũng vừa phân tích về cái giá trị của giấc ngủ như thế. Xong, một cái thực tế mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều đứa trẻ khi đã bắt đầu cảm nhận được, hiểu được và thấy được cái giá trị của những cái vật xung quanh nó, chúng ta ở đây muốn đề cập đến là những cái smartphone, những cái trò chơi điện tử, thì dẫn đến cái việc là các bé thức rất khuya. Vâng, mặc dù các bé vẫn còn đang trong những cái giai đoạn hết sức phát triển. Có những đứa bé mới 6 tuổi thôi mà sử dụng smartphone còn nhanh và hơn cả người lớn. Vâng, và dường như nó quên hết, quên ăn, quên ngủ, quên chơi, tất đúng cả vậy. Chỉ có ngồi thôi. Vâng. Và thậm chí nó quấy khóc bố mẹ, đến khi là bố mẹ ngày xưa chúng ta quấy khóc thì bố mẹ đưa cho cái kẹo, đúng không ạ? Và nín ngay. Còn bây giờ nó quấy khóc cứ đưa cho nó cái điện thoại thông minh, cái smartphone là nó cũng nín luôn, là khỏi cần bố mẹ luôn. Vâng. Những cái tác hại đó ai cũng thừa nhận đó là tác hại, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ. Vâng, thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, nếu mà giấc ngủ không đầy đủ thì liệu cái sự phát triển chung của một đứa trẻ nó có được đảm bảo hay không ạ?
Như anh Quốc Minh vừa nói, anh Quốc Minh cũng chứng tỏ rất là hiểu biết về trong cái chăm sóc cho em bé. Chắc là con của Quốc Minh chắc cũng rất là cao, có khi còn cao hơn bố đúng không ạ? Vâng, cũng không giấu gì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa là đứa thứ hai thì bố cao 1m72, thì bây giờ cháu nó học lớp 8, lớp 9 mà đã cao 1m67 rồi ạ. Đấy, chứng tỏ rằng là cái một cái lối sống khoa học nó rất là quan trọng. Vì chúng ta biết rằng là xã hội hiện đại như thế này thì với sự phát triển coi như là như vũ bão của Internet, thì thậm chí đến em bé 2 tuổi cũng đã biết sử dụng smartphone rồi. Thế và em bé nhiều khi đi khám bệnh mà khóc ơi là khóc, như bố mẹ đưa cho cái điện thoại một cái nín luôn, cầm vào bấm nhanh đến mức còn đánh bấm nhanh còn hơn cả bác sĩ. Đấy, thế thì chúng ta biết rằng là cái xã hội càng hiện đại thì con người ta lại đôi khi lại lười vận động. Thế và ngay cả bây giờ trong các trường học ấy, thì cái ngành giáo dục ấy, ngoài cái việc mà dạy kiến thức cho các cháu, thì ngành giáo dục cũng rất là quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu, đảm bảo cho các cháu khỏe. Và có rất nhiều những cái môn thể thao để các cháu được lựa chọn chơi ở trong trường, chứ không cứ là những cái môn tập thể dục buổi sáng như là ngày xưa mà chúng tôi còn bé. Thì bây giờ các môn thể thao đã ở trong các trường học thì cũng đã rất là chú trọng, và các em bé hoàn toàn là có thể tự chọn cho mình những cái môn thể thao mà em bé thích. Nhưng mà đôi khi cái cuộc sống hiện đại nó lại cũng có nhiều những vấn đề khác nữa. Chẳng hạn như em bé đến cái tuổi tiền dậy thì chẳng hạn, thì lúc đấy là các em bé lại phải đối mặt với cả một đống bài vở nữa, rồi thi cử học hành vân vân. Và cái việc thể thao rồi giấc ngủ đôi khi nó cũng bị sao nhãng, rồi kể cả ăn uống đôi khi nó cũng không đúng giờ. Và điều đó nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cái chiều cao của em bé. Và chúng ta biết rằng là một cái môi trường sống trong lành cũng sẽ giúp cho em bé phát triển chiều cao. Chúng ta nghe thì có vẻ như là nó không khoa học, nhưng thực tế thì nó lại rất là đúng. Bởi vì chúng ta biết rằng khi em bé được sống trong một cái môi trường trong lành, thì em bé một không khí trong lành, em bé cũng sẽ ít bị ốm đau. Và khi em bé ít bị ốm đau thì em bé cũng sẽ ăn uống được tốt này, rồi phát triển được chiều cao tốt hơn. Em bé được hít thở không khí trong lành, em bé cũng sẽ không ốm đau, và ăn tốt, ngủ tốt. Và đương nhiên là những em bé như vậy sẽ được phát triển cái cơ thể nó tốt hơn. Và chúng ta biết rằng đặc biệt là cái người Việt Nam chúng ta này có một cái tập quán mà cho đến nay thì tôi thấy nó vẫn còn tồn tại. Đấy là chúng ta kiêng khi mẹ đẻ thì kiêng không ra nắng này, rồi kiêng ăn này, rồi khi em bé ốm cũng kiêng. Em bé đi bị tiêu chảy chẳng hạn thì có thể là kiêng đã đành. Nhưng mà thậm chí em bé sốt rồi em bé ho, nhiều gia đình cũng rất là kiêng vì sợ cho ăn lại ăn bé ho hơn này, rồi kiêng ra gió, rồi kiêng nước, kiêng đủ mọi thứ kiêng, tức là kiêng ăn, kiêng uống, đủ mọi thứ kiêng. Và cái việc mà chúng ta cứ giữ em bé trong nhà, không cho em bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà hấp thu cái vitamin D qua da, và ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà gắn kết canxi với xương, giúp cho xương phát triển. Cho nên là nhìn thì có vẻ bình thường chúng ta không để ý đến, nhưng mà cái hậu quả thì nó lại phải sau này nó mới thấy. Thế nên là chúng ta rất chú ý là như vậy. Cái giấc ngủ rất là quan trọng trong cái sự phát triển cái chiều cao. Không những mà giấc ngủ quan trọng trong phát triển chiều cao, mà giấc ngủ nó còn giúp các em bé phục hồi được sức khỏe. Và sau một giấc ngủ thì em bé trở nên tỉnh táo này, những em bé lớn thì học tập được tốt này, những em bé còn nhỏ thì chơi ngoan hơn và ăn tốt hơn, thì nó sẽ giúp cho phát triển chiều cao. Và chúng ta biết rằng là cái hormone tăng trưởng thì nó chỉ tiết chủ yếu là vào ban đêm, vào khoảng từ 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, khi mà chúng ta đã ngủ say rồi. Và bởi vậy chúng để cho em bé phát triển được chiều cao tốt thì chúng ta nên tôn trọng cái giấc ngủ sinh lý của em bé. Ví dụ như trẻ sơ sinh có những em bé ngủ rất là nhiều, có khi một ngày ngủ tới 20 đến 22 tiếng và mới chỉ thức dậy là để ăn thôi. Thế và cũng có rất nhiều bà mẹ thắc mắc là tại sao em bé ngủ nhiều thế và sợ em bé đói và đánh thức dậy cho em bé ăn. Thế thì chúng ta cũng không nên đánh thức em bé dậy để cho em bé ăn, và để cho em bé ngủ đễ giấc thì khi bé dậy em bé sẽ ăn uống được tốt hơn. Và như em bé khi mà em bé càng lớn thì cái thời gian ngủ nó cũng sẽ giảm đi. Ví dụ như em bé 3 tháng tuổi thì thời gian ngủ trong ngày chỉ có 14 đến 16 tiếng, và ở em bé từ 3 đến 5 tuổi thì ngủ 12 tiếng trong một ngày, và khi em bé trên 8 tuổi thì cũng ngủ như giấc ngủ giống như là cái người lớn. Và chúng ta biết rằng là ở khi mà em bé bước vào cái tuổi từ 10 cho đến 12 tuổi là cái tuổi mà tiền dậy thì, ở cái tuổi này là cái tuổi
mà cái cơ hội cuối cùng để cho em bé phát triển cái chiều cao. Và nếu như trong cái giai đoạn này mà chúng ta lại không để ý đến giấc ngủ của em bé, học khuya quá là em bé rất hay phải thi cử, học thêm các thứ này nọ, thế mà học khuya quá mà không được đi ngủ đủ giấc thì em bé cũng sẽ chậm cái phát triển chiều cao, vì chúng ta không còn cơ hội nào để giúp bé phát triển chiều cao nữa. Cho nên là các bà mẹ mà có em bé trong cái giai đoạn tiền dậy thì rất chú ý. Cái ngoài cái việc mà học hành của em bé thì chúng ta cũng phải quan tâm đến việc chế độ ăn của em bé làm sao cho nó đầy đủ này, rồi quan tâm đến giấc ngủ của em bé làm sao cho em bé ngủ được tốt. Nếu em bé mà phải học nhiều bài quá thì cũng nên động viên em bé đi, đừng đi ngủ muộn quá, sau 2-3 giờ, và có thể em bé đi ngủ sớm hơn và buổi sáng dậy sớm hơn để em bé học thì nó sẽ bù lại được cái bài vở của cái ngày hôm trước. Và một cái chúng ta biết rằng một cái chế độ sinh hoạt mà nó không khoa học này, rồi một cái chế độ ăn nó không được đầy đủ, đáp ứng đủ, thì em bé khi vào tuổi trưởng thành rất dễ bị thấp còi và không phát triển được cái chiều cao. Khi mà chiều cao mà nó lại thấp hơn thì nó cũng sẽ mất đi nhiều những cái cơ hội tốt cho chúng ta. Vâng, chúng ta lại nhớ đến một câu mà các cụ hay nói, đó là của đau con sót. Chúng ta thấy rằng là nhất là các bố mẹ trẻ ngày hôm nay thì lúc nào cũng chỉ lo con mình là đói, lúc nào cũng chỉ lo con mình không mặc ấm, rồi là lúc nào cũng sợ rằng là con mình bước chân một bước ra khỏi cửa là vấp ngã, hoặc là bị bắt nạt, hoặc là đi không vững, hoặc là gặp những cái sự cố này nọ. Chính vì cái sự luôn luôn suy nghĩ như vậy của các bậc phụ huynh dẫn đến là chúng ta luôn luôn lập ra một cái hàng rào bảo vệ xung quanh một đứa trẻ. Có những đứa trẻ 3-4 tuổi nó đi vấp ngã một tí thôi là cả ông cả bà cả bố cả mẹ lao ra nâng lên đỡ, rồi là xót xa, đúng không ạ? Vâng, rồi chúng ta một cái điều chúng ta thấy rất rõ rằng là người ta đâu có gọi tên con là tên thật đâu, mà người ta hay đặt rất là hay biệt danh, ví dụ cu tí hay là bé gấu hoặc là thế này thế kia, và gọi lâu ngày quá cuối cùng khi lớn lên thì vẫn gọi bé như thế. Cuối cùng nhiều khi hàng xóm hỏi ông bà nó chẳng hạn là này thằng cu này nó tên là cái gì nhỉ, có khi mất phải tầm khoảng 1-2 phút mới nhớ ra tên thật của nó, đúng không? Bởi vì quen gọi bằng biệt danh rồi, không nhớ cái tên thật của nó là cái gì nữa. Thế chính điều đấy để chứng tỏ rằng là các ông bà cha mẹ rất là xót con, xót cháu. Tuy nhiên xót là một chuyện, thương là một chuyện, nhưng mà chăm sóc nó như thế nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thể chất cũng như là trí lực của một đứa trẻ ngay từ thuở ban đầu cho đến khi nó trở thành trai tráng, trở thành những cô thiếu nữ xinh xắn, duyên dáng. Và một điều nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới, đó là chế độ dinh dưỡng. Thưa quý thính giả, nhiều người cứ bắt con phải ăn thật nhiều để làm sao có nhiều dinh dưỡng, nhưng mà họ không biết rằng là ăn nhiều thế con cái mình có tiêu thụ được không, có hấp thụ được hay không, rồi là những cái chất mà đưa vào người đấy có hợp lý hay chưa, có đủ chất hay chưa để phục vụ cho việc phát triển chiều cao của nó. Đây cũng là một bài toán mà không phải ai cũng có lời giải. Và nhân đây thì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, xin phép bác sĩ Đinh Ngọc Hoa có thể cung cấp cho quý thính giả những cái dưỡng chất cần thiết nhất trong một bữa ăn để làm sao đứa trẻ nó có thể phát triển thể chất và cung cấp đầy đủ năng lượng cho nó trong cái quá trình phát triển này. Rất là xin cảm ơn câu hỏi của cô Quốc Minh. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà một em bé mới chào đời thì tất cả những gì ngon nhất chúng ta đều dành cho em bé. Thậm chí bố mẹ có thể không có ăn từ cái thời xưa mà chúng ta còn đói kém. Ngay cả bây giờ khi mà cuộc sống đã đầy đủ rồi thì những cái gì ngon nhất chúng ta vẫn dành cho em bé. Và đôi khi cái sự chăm sóc thái quá đấy nó lại không đạt được cái mong muốn của chúng ta. Thế thì cái dinh dưỡng nó phải như thế nào? Cũng không cần thiết là chúng ta phải cứ suốt ngày phải có những cái của ngon vật lạ chúng ta cho em bé ăn. Mà cái quan trọng là làm sao chúng ta cho em bé ăn cân đối các thành phần dinh dưỡng để cho em bé được hấp thụ đủ các cái chất dinh dưỡng cho cái cơ thể. Mà đặc biệt đất nước chúng ta là đất nước nhiệt đới, cho nên là xung quanh chúng ta quanh năm bốn mùa là có rất nhiều các cái loại sản vật mà chúng ta có thể cho em bé ăn. Và tôm, cua, cá, rau xanh rất là nhiều. Nên chúng ta phải chú ý là không cứ là phải những cái của hiếm, nhiều những bà mẹ cầu kỳ phải cho con ăn những cái đồ nọ đồ kia rồi phải đặt tận từ nước ngoài mang về, rất là cẩn thận. Thế nhưng mà nhiều khi là ở quanh chúng ta đây cũng có rất nhiều những sản phẩm để chúng ta có thể giúp cho bữa ăn của em bé được tốt. Thế và cái dinh dưỡng đầy tốt không những giúp phát triển chiều cao mà còn cho bé một cái thể lực tốt và sức đề kháng tốt. Khi em bé có sức đề kháng tốt, em bé ít ốm đau thì em bé, cơ thể em bé mới phát triển được. Và quan trọng nhất thì vẫn là cái thành phần sữa mẹ. Sữa mẹ thì có chứa rất là nhiều canxi và dễ hấp thu. Và chúng ta nên cho em bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và khi em mẹ sinh con thì chúng ta cũng cố gắng hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta ăn kiêng. Và mẹ càng ăn được nhiều những cái thực phẩm thì em bé càng được cung cấp đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng.
Và khi mà trẻ đã hết bú mẹ rồi thì bé vẫn cần đến khoảng 400-500ml sữa một ngày cho em bé từ 2 đến 6 tuổi và 500ml sữa cho em bé từ 9 tuổi trở lên. Và khi em bé đã đến tuổi ăn dặm thì chúng ta chú ý là vào những giai đoạn vàng phát triển của cơ thể thì chúng ta ưu tiên cái nhóm thực phẩm chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá này, rồi hải sản này. Chúng ta cho em bé ăn nhiều rau xanh và sữa và các sản phẩm từ sữa. Và khi đặc biệt là khi mà em bé ốm đau mà chúng ta thì em bé ốm đau thường ăn uống kém thì chúng ta nên chia nhỏ cái bữa ăn ra. Có thể trong một bữa em bé không ăn cái đủ khẩu phần của em bé như là em bé lúc chưa ốm, chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Mà chúng ta cũng không nên ép em bé ăn, và chúng ta có thể cho em bé ăn ít một và chia nhiều bữa nhỏ để làm sao cơ thể em bé vẫn được hấp thu đầy đủ các cái dưỡng chất cần cho sự phát triển của chiều cao. Và đặc biệt là vào những cái giai đoạn mà cơ thể phát triển mạnh như là cái giai đoạn 4 năm đầu đời này, giai đoạn cái tiền dậy thì chúng ta chú ý những cái sản phẩm mà nó có nhiều như canxi như là tôm, cua, cá này. Chúng ta biết rằng là canxi nó là yếu tố quan trọng nhất trong cơ thể con người, và vì 99% cái lượng canxi thì tập trung ở trong xương và răng. Cái hệ xương của chúng ta có được chắc khỏe thì đấy cũng chính là nhờ vào canxi. Nhưng mà chúng ta lại biết rằng là canxi quan trọng như vậy nhưng cơ thể chúng ta lại không tự sinh ra được canxi, mà hàng ngày nó phải được cung cấp thông qua cái thức ăn và hoặc là những cái sản phẩm mà có chứa canxi mà chúng ta ăn vào. Và trong những cái giai đoạn mà cái cơ thể phát triển mạnh như vậy, chúng ta chú ý là ưu tiên cái nhóm thực phẩm mà chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá và rau xanh. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng là cái vitamin D rất cần thiết cho cái sự hấp thu của canxi, cho nên là kể cả khi các em bé mới sinh thì trong sau 3 tuần tuổi là chúng ta đã có thể cho em bé ra ngoài tắm nắng rồi. Thế và khi mà các em bé lớn hơn một chút thì chúng ta cũng cho em bé vui chơi hoạt động ngoài trời ít nhất là 30 phút cho đến 1 tiếng một ngày. Và khi em bé đã lớn thì chúng ta để cho em bé chọn những môn thể thao em bé yêu thích để em bé chơi. Vì cái việc mà chúng ta chơi thể thao rồi việc chúng ta hoạt động ngoài trời nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta được hấp thu được cái vitamin D và mới giúp cho cái việc gắn kết canxi vào trong xương. Vì chúng ta biết rằng là 80% cái lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể thì đều được hấp thu qua da và chỉ có một số rất ít thì thông qua thức ăn. Và ngoài ra ngoài cái canxi và vitamin D thì còn có một cái vi chất nữa nó giúp cho việc gắn kết canxi vào xương, đấy chính là cái MK7. Và ở cái MK7 này cũng có trong sữa này, trong phô mai và các cái sản phẩm lên men từ đậu nành. Nhưng mà thực tế thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì cái chế độ ăn thì nó cũng không thể cung cấp đủ những cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và đặc biệt là vào những giai đoạn mà em bé ốm đau này, vào những giai đoạn mà cái cơ thể của chúng ta phát triển nhanh thì khi mà cơ thể nó không, chúng ta không cung cấp đủ thì không gì bằng tốt hơn chúng ta nên bổ sung thêm những sản phẩm mà có chứa cái vitamin D này, chứa canxi này, chứa MK7 này để giúp cho cái cơ thể có thể bù đắp lại trong cái những cái vi chất mà nó thiếu khi mà cơ thể chúng ta không được cung cấp đủ. Thì việc chúng ta bổ sung thêm những cái sản phẩm chứa những vi chất như vậy là rất cần thiết để cho cái giúp cho cơ thể phát triển. Thế ngoài ra thì để cho hệ xương sức khỏe thì cơ thể cần phải bổ sung các cái chất khác như là đồng, kẽm, mangan, rồi boron, rồi DHA, rồi acid folic, rồi chondroitin vân vân. Thế thì cái DHA thì ngoài giúp bảo vệ mắt và phát triển trí não thì còn giúp tăng cái khối lượng xương, và chondroitin thì còn giúp kích thích cái sụn xương phát triển và nhờ đó cái xương nó dài ra được nhanh hơn. Cho nên chúng ta rất chú ý là cái chế độ ăn rất là quan trọng, và cái chúng ta càng cho mẹ ăn nhiều những cái dinh dưỡng bao nhiêu phong phú các cái chất, các cái thức ăn bao nhiêu thì em bé càng được cung cấp đầy đủ các cái vi chất bấy nhiêu. Vâng, rõ ràng ngày hôm nay thì ngoài cái việc ăn uống hàng ngày do bố mẹ chăm sóc ra thì rất nhiều những cái sản phẩm khác, những cái chất dinh dưỡng khác mà được các nhà sản xuất chế tạo ra đã có thể là cung cấp thêm dinh dưỡng, bổ sung thêm vi chất cho bữa ăn của một đứa trẻ, giúp đứa trẻ là không bao giờ thiếu được những cái vi chất quan trọng nhất trong quá trình phát triển. Và nói về sự nghiệp ăn của một đứa trẻ thì thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, có thể nói là chính cũng mình cũng đã chứng kiến rồi. Phải, tại sao phải dùng từ sự nghiệp? Bởi vì thực sự là đánh vật với nó. Có những đứa trẻ còn phải nói là nó cũng khó ăn thật, công nhận nó rất khó ăn. Hoặc là đấy là chưa gặp chưa nói tới những cái tình trạng có những đứa trẻ nó chỉ ăn độc món thôi. Vâng, tức là ví dụ như là thằng cháu của Quốc Minh đây học đang học lớp 5, tức là chuẩn bị hết cấp 1 rồi, nhưng duy nhất cơm nó chỉ ăn một thứ thôi, ruốc. Vâng,
nó chỉ ăn cơm với ruốc, còn rau ấy, các thứ nó bỏ qua, tất cả các loại khác nó bỏ qua, nó chỉ ăn cơm với ruốc. Nếu mà trong ruốc trong mắt cơm của nó mà thêm một tí rau, hoặc là nếu như mà có một tí tí thịt mà chúng ta hay nói là thịt thịt rang chẳng hạn, là nó dứt khoát là không ăn, nên là nó chỉ ăn ruốc và tức là nó xơi một độc món như vậy thôi. Như vậy rõ ràng là nếu mà gặp phải một đứa trẻ như thế thì rõ ràng chất là nó sẽ thiếu, đúng không ạ? Vâng, chúng ta thấy rằng là không thể nào một cái ruốc thôi mà nó cũng đã đủ chất như thế rồi. Chính vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng vi chất cho một đứa trẻ hết sức quan trọng. Nếu như mà nó đã chỉ ăn như thế hoặc nó khó ăn như thế thì cái việc sử dụng thêm những cái vi chất ở bên ngoài như là canxi, như là vitamin D3, rồi là kẽm magie chondroitin, và đặc biệt nữa chúng ta có thêm cái MK7 là gần như là một cái đường dẫn để tất cả các chất đấy là nó phát huy tác dụng một cách tối đa, là một điều hết sức quan trọng. Vậy thì thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chúng ta sử dụng những cái chất đấy vào trong cái giai đoạn nào là tốt nhất trong cái sự phát triển của đứa trẻ? Chúng ta thì nói chung là những cái canxi, vitamin D và MK7 chúng ta cần trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta đã già rồi thì chúng ta vẫn phải cần sử dụng đến canxi, vì lúc đó cơ thể chúng ta đã rơi vào tình trạng loãng xương, và cái việc mà chúng ta sử dụng nó sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh bị loãng xương và tránh bị đau nhức khớp khi chúng ta đã về già. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta nên chú ý bổ sung vào những giai đoạn vàng của phát triển cơ thể, vì trong giai đoạn này thì cơ thể chúng ta phát triển rất là nhanh mà nhiều khi chúng ta lại cung cấp không đủ. Giống như Quốc Minh nói, nhiều những em bé rất là khó ăn, đặc biệt là những em bé mà con nhà càng có điều kiện thì lại càng khó ăn. Em bé không chịu ăn gì cả, và nếu như em bé không chịu ăn gì thì không gì bằng mà chúng ta bổ sung thêm những cái vi chất mà nó có chứa đủ sẵn những các cái những cái sản phẩm mà nó chứa sẵn những vi chất cho cơ thể, thì đấy cũng sẽ là rất là tốt. Đặc biệt là chúng ta chú ý là trong cái giai đoạn mà trẻ dưới 3 tuổi thì cái cơ thể của em bé phát triển rất là nhanh, nhưng hệ miễn dịch lại chưa hoàn thiện, cho nên trẻ dễ ốm đau, và ốm đau lại biếng ăn và thiếu dưỡng chất. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta cũng rất là nên bổ sung thêm cho cơ thể cho em bé, để giúp cho em bé cơ thể được cung cấp đầy đủ những cái vi chất cần thiết cho cái sự phát triển cơ thể, đặc biệt là đối với chiều cao, để cho sau một đợt ốm đau thì em bé cũng sẽ không em ăn uống tốt và em bé hấp thu được đủ dưỡng chất, thì em bé cũng sẽ có được chiều cao tốt khi mà bé đến tuổi trưởng thành. Và cái giai đoạn dậy thì nữa, cái giai đoạn tiền dậy thì là đây là cái giai đoạn cái cơ hội cuối để cho em bé phát triển chiều cao. Và đặc biệt cái giai đoạn này thì cơ thể em bé, nhiều em bé phát triển rất là nhanh, có những em bé là phát triển đến cao đến 15-20cm trong một năm, và đây cũng là cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu mà em bé có bị cái thấp còi trong cái giai đoạn tiền sử khi em bé còn nhỏ, thì đây cũng là cái cơ hội để giúp cho em bé thoát khỏi cái tình trạng thấp còi như vậy. Trong cái lúc mà em bé phải hoành nhiều như vậy thì cái việc mà chúng ta ăn uống nó không đầy đủ nữa, rồi đôi khi ngủ cũng không đủ nữa, rồi sự phát triển của cái mạng xã hội khiến cho em bé suốt ngày ngồi vào mạng, rồi ngồi trước máy vi tính và ít hoạt động thể thao, thì cái việc mà chúng ta bổ sung thêm vi chất cho em bé vào giai đoạn này là cũng rất cần thiết. Và chúng ta nên bổ sung vào cái mùa đông, là cái mùa mà nó thiếu ánh sáng mặt trời, thì cái hấp thu vitamin D bị giảm hơn, thì chúng ta nên bổ sung, hoặc là sau các cái đợt ốm đối với trẻ nhỏ, rồi những cái đợt mà em bé học hành căng thẳng, rồi những mùa thi cử vân vân, rồi ăn uống chảnh màng, rồi ngủ không đủ, thì chúng ta nên bổ sung cho em bé. Và mỗi một đợt chúng ta nên bổ sung trong khoảng từ 8 đến 12 tuần để giúp cho em bé cơ thể hấp thu đầy đủ các dưỡng chất, để làm sao mà khi em bé đến tuổi trưởng thành thì chiều cao của chúng ta phải bằng với chiều cao của các nước ở trong khu vực cũng như là trên thế giới. Vâng, thưa quý thính giả, qua phần trao đổi vừa rồi với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ khoa Nhi của Bệnh viện Sanh Pôn, thì chúng tôi một lần nữa muốn nhắc nhở tới quý thính giả về vai trò của chiều cao và những cái cách để chúng ta phát triển chiều cao cho một đứa trẻ. Bởi chúng ta nghe các cụ đã nói rồi, nhất dáng nhì ra. Một thanh niên cao ráo, một người thiếu nữ nhìn thướt tha, hình dáng rất là hấp dẫn, thì rõ ràng là các công ty, các tập đoàn cũng như là người giao tiếp đối diện cảm thấy rất là thoải mái và tự tin. Một vóc dáng tuyệt vời cũng sẽ đem lại những cái cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai đối với thế hệ sau của mỗi gia đình. Chính vì thế, qua chương trình này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến với quý thính giả một điều: gen di truyền không phải là yếu tố quyết định chiều cao duy nhất đối với một đứa trẻ, mà chính là sự chăm sóc, việc ăn uống hàng ngày, việc đảm bảo giấc ngủ, việc vận động
thể dục thể thao, cũng như việc mà ngăn chặn những cái ảnh hưởng xấu đến với một đứa trẻ là những yếu tố tổng hợp để làm sao giúp cho một đứa trẻ có một chiều cao lý tưởng trong tương lai. Ngoài ra thì chúng ta có thêm những cái sản phẩm hết sức tuyệt vời như là MK7 với đầy đủ tất cả các dưỡng chất như là canxi, vitamin D3, kẽm, magie, choatrin, giúp cho cái chiều cao của đứa trẻ phát triển một cách vượt trội. Vì vậy chúng ta hãy xóa ngay những cái suy nghĩ bố mẹ thấp còi thì con đương nhiên thấp còi. Bởi đôi khi ngày hôm nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, với sự nghiên cứu của các chuyên gia của ngành y học về nhi khoa, thì chúng ta thấy rằng bố mẹ thấp còi nhưng đôi khi con cái đều trở thành những nam vương cũng như là hoa hậu. Vì vậy chúng tôi mong rằng là quý thính giả cũng hết sức lưu ý về vấn đề này. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đầu tiên. Alo ạ. Vâng, alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Mời thính giả giới thiệu đôi nét về mình và chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Bác ơi, cháu hỏi về hai bé nhà cháu ạ. Dạ vâng, xin mời thính giả. Một cháu trai là năm nay 16 tuổi và cao 1m68 mà nặng có 50 cân ạ. Dạ vâng, mời thính giả tiếp tục chia sẻ. Một cháu gái thì năm nay 14 tuổi, cao 1m48 mà nặng 44 cân. Bác ơi, cháu hỏi về hai bé nhà cháu ạ. Em bé trai nhà em là cao 1m68, năm nay 16 tuổi. Vâng. Mà nặng 50 cân. Vâng. Thì kể cả chiều cao cũng như cân nặng của bạn ấy thì cũng chưa đạt. Vâng. Với em bé 16 tuổi thì cái cân nặng của bạn ấy phải đạt là 60 cân theo chuẩn quốc tế. Và cái chiều cao của bạn ấy là cũng phải đạt từ 172 cho đến 174 cm. Thế thì chiều cao và cân nặng thì cũng thì bạn chưa đạt, nhưng bạn đã con bạn đã 16 tuổi, tức là bạn đã dậy thì rồi, đúng không ạ? Vâng. Cái dậy thì rồi thì sau cái tuổi dậy thì cái chiều cao của em bé nó cũng sẽ vẫn còn phát triển. Đối với nam thì nó còn phát triển cho đến lúc mà em bé hết 30 tuổi thì mới phát triển, nhưng mà nó cũng sẽ phát triển chậm hơn. Một năm chỉ lên được tăng khoảng chừng 2 cho đến 3 cm. Thế thì để cho giúp cho em bé phát triển được chiều cao tốt hơn nữa và tăng cân nốt nữa thì bạn cũng nên để ý đến cái chế độ ăn của em bé và cho em bé một cái chế độ chơi thể thao, những cái môn thể thao mà giúp cho kéo giãn, như là cái môn bóng rổ. Không biết là bạn có thích chơi bóng rổ không? Và không biết là bạn bây giờ có tham gia chơi môn thể thao nào không? Có, cháu chỉ đá bóng ạ. À, đá bóng à? Đá bóng cầu lông ạ. À, đá bóng cầu lông cũng là một cái môn thể thao mà nó sẽ giúp cho cái việc mà cái chiều cao của bạn được tốt hơn. Thế thì bạn có thể động viên bạn ấy chơi thêm cái món xà đơn chẳng hạn. Cái xà đơn là nó cũng giúp kéo giãn và cũng giúp cho phát triển chiều cao. Nhưng mà không biết là bạn ăn uống thì có chịu ăn không? Hay là không chịu ăn? Cháu có chịu ăn đấy ạ. Thế thì bạn ăn uống tốt rồi, bây giờ động viên bạn ấy chơi thể thao tốt nữa và bổ sung thêm cho bạn ấy những cái sản phẩm mà có chứa canxi, vitamin D thì chắc là bạn ấy đến tuổi trưởng thành thì cũng sẽ cao thêm được mấy cm nữa. Hy vọng bạn ấy đến 18 tuổi sẽ được 172 cm. Thế còn bạn thứ hai nhà em, bạn là bạn ấy 14 tuổi đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Vâng. 14 tuổi và bạn ấy nặng 44 cân. 44 cân, cao 1m48. Cao 1m48 thì bạn ấy chiều cao cũng chưa đạt so với cái chuẩn quốc tế thì bạn ấy phải đạt 160 cm. Thế và cái cân nặng của bạn cũng thấp hơn so với chuẩn một chút, thì chuẩn là thường 14 tuổi cũng phải đạt đến 48 cho đến 50 cân. Thì không biết là sinh hoạt của bạn hàng ngày như thế nào? Cháu thì cũng ăn ít thôi, như bác cho cháu hỏi là ví dụ mua cái canxi Lalo uống có được không ạ? Hoàn toàn có thể được bạn ạ. Cái canxi nano nó rất là tốt bởi vì rằng là nó cái trọng lượng phân tử nó rất là nhỏ. Vì vậy mà nó sẽ không gây hiện tượng như là mình dùng kéo dài mà gây lắng đọng ở thận như là những cái sản phẩm canxi thông thường. Cho nên là cái này, những cái sản phẩm có chứa canxi nano thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cho em bé. Dạ vâng, thính giả còn chia sẻ nào khác không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và lúc này đây thì đường dây nóng 1900-6255 xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Dạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng. Dạ vâng. Anh cho em hỏi là con nhà em, cháu năm nay, năm hè này đấy, cháu là lớp 1. Nhưng mà cháu được có khoảng 15 cân mà nói chung thì nhìn thì thấp bé hơn so với các bạn ở lớp. Nhưng mà cháu ăn với cả cháu chơi thì bình thường. Thì em muốn hỏi xem là chương trình là tại sao mà cháu cứ thấp còi vậy, thì có cái cách nào để cho cháu phát triển đấy không ạ?
cháu nhà bạn năm nay là 6 tuổi và mới có 15 cân thì ít cân quá rồi. Chiều cao bạn chiều cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đo cho cháu, tại vì là đó đi học thì ở trường họ đo thì em cứ nhờ bà đi đón thôi, em cũng không ấy, thì tại vì cái nhìn thì cháu thấp quầy hết lớp. Thông thường thì em bé 15 cân thì chiều cao cũng khó có thể đạt được so với chuẩn. Thế thì ở em bé nhà bạn năm nay học lớp 1 mà có 15 cân thì đúng là cân nặng thấp quá. Thế thì không biết là bạn ăn uống như thế nào? Cháu ăn uống thì bình thường ạ, chứ nói chung thì nếu mà đủ chất thì em nghĩ chắc là cũng chưa đủ chất. Tại vì là em muốn hỏi là bây giờ cho cháu ăn uống như thế nào, với cả ví dụ mà cho cháu uống thêm cái sản phẩm mà hỗ trợ ấy, thì chị tư vấn cho em ạ. Thực ra thì cân nặng của con nhà em so với chuẩn thiếu khoảng 5 cân. Tức là con bạn mặc dù bạn nói là ăn uống bình thường, thế nhưng mà có thể là có những bạn ăn uống tốt nhưng mà bạn không cao được và cũng không tăng cân được. Thì có thể là do cái cơ thể của bạn hấp thu kém. Hấp thu kém như vậy thì tức là ăn được tốt nhưng mà lại cơ thể không thu được dưỡng chất đấy, thì nó lại ăn bao nhiêu nó đi ra ngoài hết. Cho nên rằng là nó cũng sẽ chậm mà lên cân. Thế thì ở cái tuổi này, bây giờ thì 6 tuổi, thì bạn cũng ngoài cái việc mà chỉnh lý lại cái chế độ ăn của bạn ấy, em có thể cho bạn uống thêm cái men vi sinh. Men vi sinh để nó sẽ giúp cho cái việc mà tiêu hóa thức ăn được tốt hơn, và nó sẽ giúp hấp thu thức ăn. Thì em có thể cho em bé uống cái men vi sinh Golden Lab trong vòng 2 cho đến 3 tháng, mỗi ngày 2 gói sau bữa ăn. Ngoài ra thì em có thể bổ sung thêm cái sản phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D và MK7, như là cái Brivitin. Thì em có thể cho em bé, khi em bé được 6 tuổi, em có thể cho em bé uống cái Brivitin 3 ngày 2 gói, uống cũng từ 2 đến 3 tháng, em được uống một đợt xem thế nào. Ngoài ra thì em chú ý là cái những cái bạn mà nó hấp thu kém như thế này thì thức ăn mình nên nấu nhừ hơn để cho em bé ăn được dễ hơn. Và ngoài ra thì phải chú ý cho em bé uống thêm sữa nữa, vì hàm lượng canxi ở trong sữa nó cũng rất là tốt để giúp cho tăng phát triển chiều cao. Dạ vâng. Còn em bé nhà em thì một em nữa năm nay nó lớp 1 nhưng mà nó 18 cân ấy, thì nó có ít cân quá không chị? À, tức là hai bạn sinh đôi à? Không, con này với em ạ, nó nhờ hỏi. À, bạn ấy lớp 1 mà 18 cân thì bạn là bạn gái hay là bạn trai? Bạn trai ạ. À, bạn trai 18 cân thì cân nặng cũng chưa đạt so với chuẩn, tức là ở chuẩn cũng phải chừng 20-21 cân đối với bạn nam. Mà 18 cân thì nó cũng chưa đạt, thì bây giờ cũng phải chú ý cái chế độ ăn cho bạn ấy. Mà nếu như ăn uống tốt thì cũng nên bổ sung thêm những cái sản phẩm như là Golden Lab và cái Brivitin như bác vừa mới hướng dẫn cho em. Hy vọng rằng là thính giả cũng đã nghe rõ lời tư vấn của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Các sản phẩm như Golden Lab hay là Brivitin thì chúng tôi cũng xin cung cấp một lần nữa cho thính giả biết cái số tổng đài của cái đơn vị sản xuất để chúng ta tránh cái hàng giả hàng nhái, đó là 1900 6255. Đó là 1900 1259. Vâng. 1900 1259 ạ. Dạ vâng, bác sĩ có thể thính giả có thể gọi theo số điện thoại này thì sẽ có tổng đài trực và sẽ tư vấn trực tiếp. Tiếp theo nữa là chúng ta nên dùng Brivitin hay là Vitin hay là Golden Lab như thế nào và cách dùng ra sao, thậm chí là họ sẽ cung cấp trực tiếp hàng đến cho thính giả nếu như thính giả có nhu cầu, để chúng ta tránh cái hàng giả hàng nhái và mua được đúng giá. Xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn ạ. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy trên đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng. Vâng, anh ơi, cho em muốn gặp bác sĩ một chút được không ạ? Dạ vâng ạ, bác sĩ đang lắng nghe chị đấy ạ. Vâng, mời chị chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ. Vâng ạ, anh ơi, thưa bác sĩ ạ, con nhà cháu thì năm nay được 15 tháng rưỡi, nhưng mà cao 75 phân và nặng có 10 cân thôi, thì như vậy là có bị còi không ạ? Em bé nhà em là em bé gái hay em bé trai? Em trai ạ. Em bé trai 15 tháng rưỡi mà nặng 10 cân. Vâng. Mấy tháng nay chẳng thấy tăng cân tí nào luôn ạ. Khi mà em bé nặng 10 cân 15 tháng rưỡi thì cân nặng của em bé cũng là trung bình so với cái cân nặng của người Việt Nam mình. Và chiều cao của bạn ấy 75cm thì chiều cao của bạn ấy cũng gọi là gần đạt. Tức là nếu mà đúng thì em bé sẽ cao được khoảng 73cm. 77cm, tức là 75cm là em bé 12 tháng tuổi. Chiều cao trung bình là 75cm và em bé 15 tháng tuổi thì phải được khoảng chừng từ 75, cũng phải được 77cm. Đấy. Thế thì trung bình là cái sau 12 tháng thì cái cân nặng của em bé 1 năm nó chỉ tăng cho 1 cân rưỡi cho đến 2 cân thôi.
Cho nên là em bé nhà em mà bây giờ 15 tháng mà 10 cân thì nó cũng là bình thường. Thế và cân nặng nó chỉ tăng nhanh trong vòng 12 tháng đầu thôi. Thế còn sau 12 tháng thì cân nặng 1 năm nó cũng chỉ trung bình tăng 1 cân rưỡi cho đến 2 cân. Cho nên rằng là cái việc mà từ lúc 12 tháng đến 15 tháng em bé có thể chưa tăng nặng nào thì cũng là bình thường. Thế nhưng mà nếu trong vòng mà 6 tháng trên 1 năm mà lại không tăng 1 nặng nào thì em cũng nên đưa em bé đi bác sĩ dinh dưỡng để kiểm tra xem là em bé có vấn đề gì không, để sẽ giúp cho em tư vấn về cái chế độ dinh dưỡng làm sao cho em bé tăng cân cho đúng với chuẩn. Dạ vâng, cháu thấy là mấy tháng nay là khoảng 2-3 tháng nay ấy, là cứ ở mức đấy ấy. Được cái là người thì dài hơn nhưng mà cân thì không cân nặng ấy. Cháu cảm giác là nó nhỏ đi, còi đi, với cả răng thì mới mọc được có 6 cái, 7 cái ạ. Bây giờ đang nhú cái thứ 7. Răng thì, đúng rồi, răng thì nó cũng, nếu ví dụ chẳng như 15 tháng mà đúng tuổi thì răng bây giờ cũng phải được từ 10 chiếc cho đến 11 chiếc răng. Đấy thì bây giờ mới được có 7 cái răng là răng bạn cũng mọc chậm hơn. Thế và cái chiều cao thì bạn cũng thấp hơn một chút. Thế thì em phải chú ý là đây là cái giai đoạn thứ hai trong cái phát triển chiều cao của cái giai đoạn vàng thứ hai trong cái phát triển chiều cao của cái đời người. Cho nên mình phải rất chú ý trong giai đoạn này. Thì không biết là em bé như em ăn uống thế nào? Cháu thì vẫn ăn vẫn nấu cháo dinh dưỡng hết, tức là có cả rau củ quả để thay đổi thịt cua cá trứng thường xuyên, nhưng mà cháu thì không, tức là uống cái vitamin D cái loại mà nửa năm một lần ấy ạ. Còn canxi thì có dạo cháu cho uống nhưng mà thấy nó hay nóng người nên lại dừng. Thế cháu cũng không biết là sẽ ví dụ mình bổ sung những cái chất đấy thì như nào cho nó tốt được. Bây giờ em bé được 15 tháng tuổi rồi thì em nên bổ sung cái sản phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D và MK7 như là cái sản phẩm Body Vitamin 2. Thì trong đó thì nó có cái canxi nano, nó rất dễ hấp thu, mình dùng kéo dài mình không sợ em bé bị biếng ăn hay là bị táo bón. Và nó còn có chứa cả cái MK7. Thì MK7 thì nó giúp cho cái việc gắn kết canxi vào trong xương. Còn cái vitamin D thì nó giúp cho việc hấp thu canxi từ ruột và vận chuyển canxi vào hệ xương. Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm nó có một cái bộ ba như vậy thì nó sẽ giúp cho hấp thu, cơ thể hấp thu canxi một cách tối ưu. Thì mà đặc biệt là cái lứa tuổi này rất hay bị ốm đau, rồi ăn uống đôi khi là mọc răng mọc lại, ăn uống lại chảnh mảng. Cho nên là em nên bổ sung thêm cái sản phẩm đó cho em bé hàng năm. Thì bác tin rằng là sang năm thì em bé nhà em cũng sẽ đạt được cái chiều cao cũng như là cái cân nặng chuẩn so với quốc tế. Dạ vâng. À cháu muốn hỏi thêm là ví dụ như mình thường hay cho ăn thêm sữa chua với cả uống sữa chua ấy ạ. Với cả mấy cái kiểu bò cười như thế thì có vào buổi tối có được không ạ? Thì ban ngày cháu chả chịu ăn, thì cứ tối nó mới chịu ăn mấy món đấy ạ. Thực ra thì cái bữa tối thì không nên ăn no quá. Thì nếu mà còn thì về mặt nguyên tắc thì ăn lúc nào cũng được hết. Thì em ăn sữa chua hay là ăn cái bò cười thì đều có thể được mà, không có vấn đề gì. Dạ, dạ vâng ạ, thì cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Vâng, một bà mẹ rất chăm lo cho con, đúng không? Từ giấc ngủ cho đến miếng ăn để làm sao mà con mình phát triển một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì đường dây nóng 1900-6255 xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả hãy giới thiệu về mình và chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng, em tên là Linh ạ. Nhóc bé nhà em thì năm nay con gái được 5 tuổi 3 tháng ạ. Thì bé cân nặng là khoảng 20 cân và chiều cao là cao 1m1 ạ. Thì em muốn hỏi chương trình là làm thế nào để phát huy tối đa cái chiều cao cho bé. Chị cho em hỏi là như những cái bé sơ sinh thì thường thường là bổ sung vitamin D, D3 đi kèm với cả các chế độ như là bú mẹ đấy. Thì bây giờ như con em là hơn 5 tuổi rồi thì có cần phải bổ sung thêm D3 cho bé nữa không ạ? Thứ nhất là con nhà em thì năm nay 5 tuổi mà cân nặng 20 cân, chiều cao 110cm đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì cân nặng và chiều cao thì đều đạt chuẩn rồi. Em cứ yên tâm và phát huy tiếp cái chế độ dinh dưỡng mà em đang duy trì. Thế còn thì cái việc mà em có thể bổ sung thêm cái vitamin, hoàn toàn có thể bổ sung thêm cái vitamin D cho em bé. Nhưng mà em không nên bổ sung cái vitamin D đơn thuần, vì ở cái tuổi này em bé phát triển chiều cao rất là nhanh. Cho nên rằng là chúng ta nên bổ sung cái sản phẩm mà nó có chứa cả cái canxi, vitamin D và cái MK7 thì nó sẽ được cái hiệu quả tốt hơn. MK7. Cái MK7 là cũng là vitamin ạ. Cái MK7 thì nó cũng là, thực chất nó là cái vitamin K2 và nó có tác dụng là giúp cho việc gắn kết canxi trực tiếp vào trong hệ xương của em bé. Và cái này nó có trong cái sản phẩm cái Body Vitamin 2 và 3. Chị ơi, chị có thể nói cho em cái tên sản phẩm lại được không ạ? Dạ vâng. Tên sản phẩm mà bác sĩ Đinh Ngọc Khoa vừa đề cập đến đó là
Privitin 2. Privitin 2 được. Dạ vâng, chị có thể ghi PRE. PRE. Vâng ạ. VIP. V đấy ạ. VIP PP. VIP. Vâng ạ. T E E N. Dạ vâng, Privitin 2. Vâng. Và chúng tôi cũng xin thông chị có thể là để hiểu rõ hơn về cái tính năng của sản phẩm cũng như thành phần trong sản phẩm, chị hãy gọi đến số cái tổng đài 1900 1259, thì là tổng đài tư vấn sẽ kết nối với chị gặp trực tiếp các bác sĩ hoặc là các chuyên gia về những cái sản phẩm này, thì là chị sẽ có được những cái lời khuyên tiếp tục khi mình chúng ta sử dụng sản phẩm này. Vâng, xin cảm ơn chị. Cho em hỏi thêm là ngoài ra thì vẫn bổ sung những cái chế độ dinh dưỡng cho bé như là những cái thực phẩm giàu canxi như là tôm, cá và hải sản đúng không ạ? Đúng vậy, bạn vẫn nên cho em bé ăn những cái thực phẩm, ưu tiên cái nhóm thực phẩm có nhiều tôm, cua, cá và hải sản. Dạ. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái hấp thu canxi được tốt, vì không gì bằng cái canxi thiên nhiên vẫn là tốt nhất. Vâng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Vâng, có rất nhiều những cái sản phẩm dành cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn vàng. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn sản phẩm nào với đầy đủ các dưỡng chất và không giúp cho trẻ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, phát triển chiều cao tốt hơn. Điều đấy là tạo ra một cái tiền đề về sau này chúng ta sẽ có được những chàng trai và cô gái hết sức khỏe mạnh và cao ráo trong gia đình của chúng ta ở thế hệ tương lai tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả hãy chia sẻ những vấn đề thính giả quan tâm ạ. Vâng, xin chào chương trình. Em muốn hỏi về là nhà em có hai đứa trẻ con, thì là nó một đứa năm nay học lớp 1, cháu được 22 cân. Và là con trai đấy ạ. Chiều cao của cháu là 1m2 như thế đã được chưa ạ? Và cháu bé thì là năm nay được 30 tháng. Cháu được 13 cân rưỡi và cao 96 phân. Như thế đã được chưa? Chào em. Thì em bé nhà em là em bé thứ nhất là 6 tuổi đúng không nhỉ? Vâng ạ. Em bé nặng 100 em bé nặng 20 cân rưỡi đúng không? 22 cân ạ. 22 cân và cao 120 cm. Vâng ạ. Thì chiều cao cân nặng của bà này đạt chuẩn rồi, em không phải lo. Thế còn em bé thứ hai là 30 tháng đúng không? Em bé thứ hai 30 tháng và nặng 13 cân 3 lạng và cao 96 cm. Cháu 13 cân rưỡi ạ. 13 cân rưỡi. Vâng. Và nặng 90 cao 91 cm à? 96 ạ. Cao 96, cao 96 cm. Thì em cả hai em bé nhà em đều đạt chuẩn rồi, em không phải lo gì cả. Em bé mới có 30 tháng mà chiều cao 30 chiều cao 96 cm, chiều cao bằng các bạn mà 36 tháng rồi. Nên em cứ yên tâm là em bé nhà em cả hai em đều đạt chuẩn cả. Vâng, thế em nhiên thế anh thế cháu có bổ sung thêm các chất khác có được không ạ? Vẫn được đúng không ạ? Em vẫn có thể bổ sung thêm các cái vi chất cho em bé, bởi vì những em bé như là con em thì nó phát triển chiều cao là nhanh như vậy, nó phát triển cho con nhanh như vậy thì cái nhu cầu của cơ thể nó cũng sẽ tăng hơn. Thì nếu như mà mình nghĩ rằng là em bé như mình đã đủ cái chiều cao rồi và mình không cho em bé ăn nữa thì mình em bé cũng sẽ không có cái vi chất để cho phát triển chiều cao tiếp, thì em bé chiều cao nó sẽ chững lại. Cho nên là em vẫn phải chú ý chế độ ăn cho bé được đầy đủ, chứ mình đừng chủ quan là em bé như mình đã đạt chiều cao cân nặng rồi thì mình lại không quan tâm để ăn uống nữa và ăn uống chảnh mảng, thì cái sự cung cấp vi chất nó sẽ giảm đi và nó sẽ dẫn lên là cái chiều cao nó sẽ không đạt được như muốn. Cho nên em vẫn phải cố gắng duy trì cái chế độ dinh dưỡng như mà em đang thực hiện như hiện nay để cho em bé có được cái chiều cao và cân nặng tốt nhất. Em còn một bé nữa là cháu cũng 30 tháng nhưng mà cháu được có 13 cân rưỡi, cháu nặng cao có mỗi 84 phân thôi ạ. Con trai. Con trai thì bạn ấy cân nặng thì được rồi, nhưng mà bạn ấy 84 cm thì là bạn ấy cái chiều cao của bạn ấy bị thiếu hụt so với chuẩn. Thế thì ở cái chuẩn em bé 30 tháng, em bé trai thì chuẩn cái chiều cao của bạn cũng phải đạt là 90 cho đến 91,5 cm. Thế thì với chiều cao này thì em bé lại chưa đạt, nên mình phải chú ý là ngoài chế độ ăn thì bổ sung thêm những cái sản phẩm mà có chứa cái canxi, vitamin D và MK7 để giúp cho em bé hấp thu đủ cái lượng vi chất cần thiết để cho phát triển chiều cao. Vâng ạ.
Dạ vâng, hy vọng rằng là thính giả cũng nghe rõ những cái lời tư vấn chia sẻ của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Và bây giờ thì đường dây nóng 1900-6255 của chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả vừa gọi đến cho chương trình. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Chào chương trình nhá. Dạ vâng. Thì cho em hỏi nhờ bác sĩ câu là nhà em có đứa con gái năm nay là lớp 1, nó 6 tuổi. Cân nặng của cháu năm nay được 22 cân nhưng mà chiều cao thì mới được có 94 thôi. Thì ở lớp thì thường thì cao các bạn thì tính trên đầu ngón tay thì khoảng 4-5 người đó. Người ta hay kêu là bạn Đinh nùn nên nó hỏi dưới chiều cao thế thì và cân nặng thế thì tầm bao nhiêu thì nó mới đạt ạ? Cái cân nặng của con nhà em thì đạt rồi. Tức là nếu cho chuẩn quốc tế thì em bé 6 tuổi thì cân nặng đạt 20,5 cân. Thì con nhà mình 22 cân thì cân nặng thì đã đạt chuẩn. Thế còn chiều cao của bạn thì hoàn toàn chưa đạt. Em bé 6 tuổi thì chiều cao cũng phải đạt là từ 115 cho đến 116 cm. Thì em bé như mình có 94 cm thì chiều thiếu những là hơn 10 cm. Như thế thì mình không biết là mình hàng ngày chế độ ăn của bạn như thế nào. Thì con nhà em thì đặc biệt thì là cái phần hấp thu thức ăn em cảm thấy nó hấp thu tốt lắm. Kể cả ốm đau nó không bờ gần như không bờ hết mất cân mà được. Mà hai nữa là cháu ăn thì bữa nào như bữa nào đều lắm, chỉ tầm một lưng thôi. Nhưng mà các đồ ăn vặt như hoa quả hoặc sữa chua thì cháu ăn rất tốt, gần như lúc nào cháu cũng ăn được về sữa chua và các phần hoa quả đấy. Thứ hai nữa là các đồ ăn vặt như ăn bánh luôn ấy, còn cơm mấy thức ăn thì như ăn rau ăn đúng các cháu ăn rất đầy đủ, rau luôn đầy đủ hết. Thì em nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm mà nó có chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá và hải sản. Thì những cái món thực phẩm đó và đồng thời có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D và MK7 như là cái Bodyviptin giúp cho em bé, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà phát triển chiều cao được tốt. Nhưng mà cho em hỏi nhờ em nghe thấy cái thực phẩm MK7 đó là thực phẩm hay là thuốc hả chị nhỉ? Nó là một cái thực phẩm em ạ. Phẩm thế con này em thấy nó dùng MK7 thì bình thường như nó dùng thế thì có được không chị, mà dùng cái lượng như nào ạ? Em hoàn toàn có thể dùng được cái sản phẩm đó và em có thể gọi điện đến cái tổng đài để người ta sẽ tư vấn cho em. Dạ vâng. Thì ý em đang muốn hỏi là ví dụ như bình thường em dùng ấy, nhưng mà thường thường cháu dùng nó cách chặt như một tháng hay là như nào không hay là như nào? À, mỗi một cái đối với đó thì mỗi một năm thì em nên bổ sung cho bạn ấy ít nhất là một đợt. Và thông thường người ta hay chọn vào cái mùa đông là cái mùa mà ít ánh sáng mặt trời để người ta bổ sung cho các em bé. Và mỗi một đợt em bổ sung cho em bé là từ 8 cho đến 12 tuần, tức là khoảng từ 2 đến 3 tháng. Và em trong cái sản phẩm Bodyviptin này nó có chứa canxi nano, trên mình dùng kéo dài cũng không sợ ảnh hưởng gì đến cái việc mà em bé biếng ăn hay là lắng đọng ở thận hay làm sao cả. Nên em hoàn toàn có thể sử dụng mà yên tâm sử dụng cái sản phẩm này. Dạ vâng, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và để yên tâm hơn nữa thì thính giả có thể gọi đến cho nhà sản xuất với cái tổng đài là 1900-1259. Thì chúng ta sẽ được 1900-1259. Vâng, đây là số tổng đài của nhà sản xuất. Và thính giả sẽ được tư vấn kỹ càng hơn trong nên sử dụng sản phẩm đấy như thế nào, vào thời điểm nào, lộ trình bao nhiêu. Vâng, thì chúng ta sẽ có được một cái hình dung một cách hết sức cụ thể. Vâng, còn chuyên gia của chúng tôi là sẽ định hướng cho thính giả là nên dùng như thế nào, nên dùng cho trẻ ra sao và bổ sung cái gì. Vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối chương trình với chúng tôi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các thính giả đã tin tưởng vào đường dây nóng 1900-6255 kết nối chia sẻ những cái thắc mắc của mình, và mong rằng là thế hệ tương lai của chúng ta, những thiên thần bé nhỏ trong gia đình ngày một lớn khỏe, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin giúp trẻ cao lớn thông minh tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900-1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7.